Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 1 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam với các nghi lễ trọng thể nhất. Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1. 21 loạt đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia đến Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Joko Widodo duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng thống Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển thuận lợi và tích cực. Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ năm 1955, vào năm 2003, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện và nâng lên đối tác chiến lược vào năm 2013. Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN. Thương mại hai chiều tăng trưởng tốt, đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ năm 2023 vào tháng 11 năm 2023, hướng tới mục tiêu là 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hiện Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả hơn trên tất cả các mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy sản đi vào thực chất hiệu quả hơn. Thưa quý vị, ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiến hành hội đàm. Trên cơ sở coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Thời gian qua, việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên. Nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo vào tháng 8 năm 2022, chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân được quan tâm phát triển tích cực. Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Bất chấp dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, từ 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên gần 14 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, sớm xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2024-2028 phù hợp với bối cảnh mới. Trên cơ sở các thành tựu hợp tác 70 năm qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Theo đó, sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng an ninh, hợp tác biển, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng như tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn, thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo. Chủ tịch nước đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Hà Lan có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tổng thống Indonesia cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm đầu tư tại Việt Nam và mong doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Indonesia. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cùng phối hợp với các nước ASEAN ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông,
cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn chính phủ Indonesia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia sinh sống ổn định, hội nhập thành công vào xã hội sở tại. Sau khi hội đàm trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện quan trọng và gặp mặt báo chí thông báo kết quả hội đàm. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, đại diện lãnh đạo bộ ngành hai nước đã ký kết hai văn kiện hợp tác quan trọng, bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, khẳng định thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên các lĩnh vực cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, thủy sản, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ. Với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước 70 năm qua, đã đến lúc xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác về quốc phòng an ninh, không để bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia. Thứ ba, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 15 tỷ USD và cao hơn theo hướng cân bằng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ vui mừng và hoan nghênh các cam kết đầu tư của Việt Nam tại Indonesia, đặc biệt là VinFast với số vốn 1,2 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin của Indonesia. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam đã trải qua 10 năm, và chúng ta cũng rất là vui mừng khi mà mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD đã đạt được và vượt qua. Ngày hôm nay, chúng tôi thống nhất nâng lên mục tiêu mới. Hoan nghênh sự gia tăng đầu tư từ hai nước, tôi cam đoan những công ty của Indonesia đầu tư tại Việt Nam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất, và rất khuyến khích các công ty của Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia. Về lĩnh vực an ninh lương thực, chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp và thủy sản. Việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá là một động lực lớn để khuyến khích hợp tác và đầu tư về lĩnh vực này. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Còn trong chiều nay, tại cung thể thao quần ngựa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thưởng thức chương trình biểu diễn võ thuật nghệ thuật do các chiến sĩ và nghệ sĩ quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn võ pencak silat và võ cổ truyền Việt Nam. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, các võ sinh đã biểu diễn các thế võ đặc sắc của môn võ pencak silat. Mang nghĩa tự vệ và phản công, pencak silat bắt nguồn từ quần đảo của Indonesia và trở thành võ truyền thống của quốc gia. Du nhập vào Việt Nam từ năm 1989, pencak silat đã trở thành một trong những thế mạnh của thể thao Việt Nam ở các giải đấu lớn trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở một số sân chơi quốc tế. Các võ sinh cũng đã biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam. Võ cổ truyền đã gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của các dân tộc Việt Nam. Các môn phái võ là do cha ông ta sáng tạo hoặc được Việt hóa để phù hợp với thể lực và triết lý nhân sinh quan của người Việt. Trải qua các thời kỳ lịch sử, dân tộc ta đã xây dựng được nền võ thuật cổ truyền đặc trưng với nhiều môn phái khác nhau. Trong chương trình, các nghệ sĩ và chiến sĩ cũng đã trình diễn tiết mục hát múa Việt Nam quê hương tôi và dân ca Indonesia Ayomam. Cũng trong chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang thăm cấp nhà nước tại Việt Nam.
Chào mừng Tổng thống Indonesia Joko Widodo trở lại thăm Việt Nam lần thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng để hai nước cùng hướng tới nâng quan hệ đối tác chiến lược lên tầm mức mới, hướng đến kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Indonesia vào tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Indonesia đạt được trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như vị thế vai trò của Indonesia tại khu vực và quốc tế, đặc biệt là việc Indonesia đảm nhiệm thành công Chủ tịch G20 năm 2022, Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA năm 2023 với nhiều sáng kiến lớn về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực hợp tác với Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đi vào thực chất và sâu rộng hơn, đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp. Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho cá nhân Tổng thống và toàn đoàn. Để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên trao đổi nội hàm, lộ trình nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng hơn, hai bên tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của hai nước, đẩy mạnh hợp tác về thực phẩm hala, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế để phát triển ngành công nghiệp hala toàn cầu. Tổng thống Indonesia bày tỏ hy vọng kim ngạch thương mại hai chiều có thể đạt mốc 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có dự án sản xuất xe điện và pin tại Indonesia. Tổng thống Indonesia đề nghị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hỗ trợ thúc đẩy các chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bảo đảm tự chủ, độc lập trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thực hiện liên doanh sản xuất pin xe điện giữa VinFast của Việt Nam và IBC của Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đề nghị của Tổng thống Indonesia, đồng thời đề nghị Indonesia tạo điều kiện, thủ tục pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác hình thành hệ sinh thái về xe điện và pin, khẳng định Quốc hội Việt Nam đã ban hành nhiều thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện, quốc hội trong thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Indonesia ủng hộ hai quốc hội tăng cường hợp tác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cũng như giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tổng thống Indonesia nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hoan nghênh Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia tăng cường hợp tác và đã ký bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã trao huân chương lao động hạng nhất nhì ba của Chủ tịch nước, tặng 6 cá nhân của tỉnh Thái Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh, trao 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao huân chương lao động hạng nhì ba cho 28 tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, trao cờ thi đua bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho 57 tập thể cá nhân, trao cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của An ninh An toàn Hàng không.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan ban ngành trong công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan tuyệt đối không chủ quan vì bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây hậu quả lớn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nguy cơ, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, áp dụng đề án 06 vào công việc an ninh an toàn hàng không. Bên cạnh đó, các đơn vị trực tiếp khai thác dịch vụ hàng không tuyệt đối không được vì lợi nhuận mà bỏ qua an toàn hàng không, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng cung cấp thông tin, đầu tư nhiều hơn cho an ninh an toàn hàng không cũng như kiện toàn chấn chỉnh hoạt động ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các địa phương. Năm 2023, tổng thị trường vận tải hàng không ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so với năm 2022, bằng 93,6% so với năm 2022 và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so với năm 2022. Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu hành khách, tăng 1,7 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, vi phạm an ninh hàng không qua thống kê, tổng số các vụ việc tăng 445 vụ. Thưa quý vị, sáng nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cho 5 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ Nam Sudan. Từ tháng 6 năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 800 lượt sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hai hình thức cá nhân và đơn vị tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực IBA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Năm sĩ quan đi làm nhiệm vụ lần này đều là những người rất xuất sắc, trải qua các khóa huấn luyện bài bản cũng như các vòng thi nghiêm túc để trúng tuyển vào các vị trí quan trọng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, việc cử các sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các sĩ quan đoàn kết, bảo đảm an ninh an toàn, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và đất nước con người Việt Nam gần gũi, thân thiện, yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế. Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 12 tháng 1, sau 7 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Việt Á đã tuyên án đối với 38 bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 14 năm tù, bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương 13 năm tù. Các bị cáo này chịu hình phạt bổ sung nộp 100 triệu đồng. Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, 15 năm tù về tội đưa hối lộ, 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 29 năm tù. Ngoài mức án này, Hội đồng xét xử buộc Phan Quốc Việt nộp phạt bổ sung công quỹ 50 triệu đồng và bồi thường hơn 402 tỷ đồng cho các cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng bị truy tố về hai tội danh nêu trên có bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 15 năm tù. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhận án 5 năm tù. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận án 3 năm tù. Hội đồng xét xử đánh giá 38 bị cáo đều thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, làm rõ vụ án, tích cực khắc phục hậu quả. Trong 5 ngày xét hỏi và tranh tụng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi. Trước khi hầu tòa, các bị cáo đã nộp hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sai phạm của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, làm mất niềm tin trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hành vi của một số bị cáo là suy thoái tư tưởng, băng hoại đạo đức, cần xử lý nghiêm. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang sẽ xả nước, phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024. Theo đó thì sẽ thực hiện 2 đợt xả, tổng cộng 12 ngày. Đợt 1 là bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 23 đến hết ngày 30 tháng 1. Đợt 2 bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 18 cho đến hết ngày 21 tháng 2. Để bảo đảm nước phục vụ gieo cấy, đơn vị yêu cầu khẩn trương bảo dưỡng các công trình, trạm bơm, nạo vét mương máng, bám sát lịch xả nước, dẫn nước tích trữ vào các ao, đầm, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chủ động trữ nước vào ruộng, bảo đảm có đủ nước gieo cấy. Đối với các trạm bơm ven sông Lô, sông Gâm, các ban quản lý theo dõi và bám sát lịch xả nước để tập trung lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị xem xét điều tiết xả nước Hồ Thủy Điện Hòa Bình để bảo đảm an toàn cho cầu Trung Hà, do hiện tại lòng sông dưới cầu Trung Hà đang bị sói lở mạnh.
Cục Thủy lợi cho biết lịch lấy nước đã được tính toán cụ thể để bảo đảm thuận lợi nhất cho các công trình thủy lợi lấy nước và lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn ở mức thấp nhất. Do vậy, việc thay đổi lịch sẽ dẫn đến các nguy cơ. Các công trình thủy lợi không lấy được nước, gia tăng lượng xả từ các hồ chứa thủy điện. Cục Thủy lợi đề nghị Sở khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện các giải pháp cấp bách, chủ động bảo đảm an toàn cầu Trung Hà. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đang đạt 121,4% so với kế hoạch. Đến thời điểm này, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, gồm 344 triệu cây xanh phân tán và hơn 435 triệu cây xanh tập trung. Một số địa phương đạt kết quả cao trồng trên 30 triệu cây là Lào Cai, Phú Thọ, Long An, Gia Lai và Nghệ An. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế như diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn. Vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm, mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp. Đây là những vấn đề cần khắc phục trong giai đoạn 2024-2025 khi Việt Nam lên kế hoạch trồng gần 500 triệu cây nữa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ ảnh hưởng tới môi trường, tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm rạ cao gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cơ chế chính sách hỗ trợ những mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu đầu vào, góp phần tiêu thụ rơm rạ phát sinh sau thu hoạch trên toàn thành phố. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và các biện pháp để xử lý rơm rạ theo hướng thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, lâu nay tại nhiều nút giao đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tồn tại tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân là do việc cài đặt đèn tín hiệu giao thông còn bất cập, thiếu khoa học, rất cần sớm được điều chỉnh, bảo đảm khoa học hợp lý hơn. Ngã tư Cầu Giấy, Khúc Thừa Dụ với làn đường nhỏ, thế nhưng thiết kế chu kỳ đèn tín hiệu giao thông lại chưa hợp lý. Để rẽ trái vào Khúc Thừa Dụ, người tham gia giao thông phải chờ 90 giây, nhưng chỉ có 20 giây đèn xanh, dẫn đến tình trạng ách tắc. Không chỉ trục đường Cầu Giấy mà ngay sát bên cạnh là đường Láng, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Nó chỉ có tác dụng trong bây giờ không có điểm, cho nên mình phải chỉnh cái đèn đỏ, hai cái đèn đỏ đấy ở cái thời điểm mà giờ cao điểm nó phải hợp lý. Theo các chuyên gia giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội là quá nhiều, đặc biệt là bố trí khoảng cách giữa các trụ đèn tín hiệu là chưa hợp lý, quá gần nhau, do đó ùn tắc là khó tránh khỏi. Hiện nay chúng ta đang bố trí tùy tiện, 30 mét một nút cách nhau, 40 mét, 50 mét lại có đèn, dẫn đến là một tức là cái cự ly bố trí đèn quá gần. Cái thứ hai tức là bố trí quá nhiều nút có đèn. Theo nghiên cứu khoa học của chúng tôi, việc bố trí đèn đang là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông. Thành phố Hà Nội có 2.300 nút giao thông, thì đến nay thành phố Hà Nội mới có khoảng gần 600 nút có đèn tín hiệu giao thông. Cũng theo các chuyên gia giao thông, đã đến lúc thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý cần áp dụng giải pháp giao thông thông minh để điều tiết giao thông. Việc sử dụng camera đo đếm, nhận diện mật độ phương tiện từ các chiều đường hướng vào nút giao cần được tính toán. Bởi hệ thống điều khiển giao thông tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lắp đặt tại các nút giao sẽ tự động tính toán và điều chỉnh nhịp đèn hợp lý, giúp giảm tải áp lực giao thông. Thực trạng thiếu thiết bị tại nhiều cơ sở y tế trên khắp cả nước trong thời gian dài vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Chính phủ đã có những giải pháp kịp thời để gỡ dần những nút thắt trong công tác đấu thầu. Mới đây, thì nhiều thiết bị y tế mới đã được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương tuyến cuối nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Từ Hải Dương lên Hà Nội đưa chồng đi thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, chị Hạnh không khỏi lo lắng vì thực trạng phải chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt khám và có kết quả ở các bệnh viện tuyến cuối do quá tải bệnh nhân. Thế nhưng chỉ trong ngày, vợ chồng chị đã được thực hiện chụp cộng hưởng từ xong. Tôi rất bất ngờ bởi vì là trước đây ở nhà cứ nghĩ là lên đây là phải đến hôm sau mới có kết quả hoặc là vài ngày hôm sau. Nhưng mà hôm nay là được siêu âm rồi xét nghiệm rồi cộng hưởng từ trong ngày luôn. Sau hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế thời gian qua, nhiều bệnh viện đã hỗ trợ đẩy nhanh các giải pháp để bảo đảm máy móc thiết bị y tế. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức đấu thầu mua sắm liên tục. Vì vậy, nhiều thiết bị mới đã được mua thành công, giúp giảm bớt sự căng thẳng trong thiếu hụt vật tư y tế. Trung tâm Điện Quang Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 8 tháng 1, lần đầu tiên số lượng hệ thống chụp cộng hưởng từ ở đây lên tới 7, thay vì 3 như trước đây. Nhiều người bệnh đã không còn phải cảnh chờ đợi đến lượt mình. Trước đây thăm khám chỉ định cộng từ do cái số lượng máy ít thì chúng tôi phải hẹn những bệnh nhân thậm chí cả một tuần. Và như vậy quá trình thăm khám chữa bệnh nó sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy hiện nay chúng tôi đưa vào thì chúng tôi thực hiện được trong ngày. Trước đó hết sức khó khăn, đặc biệt là sau những năm mà thực hiện các cái đề án liên doanh liên kết và máy móc thiết bị thì đã hết hợp đồng hoặc là đắp chiếu, thì nay toàn bộ các cái thiết bị của chúng tôi đã được đưa vào sử dụng trở lại. Và chúng tôi cũng đã sử dụng nguồn vốn Quỹ Phát triển Sự nghiệp của bệnh viện để mà mua sắm các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, phục vụ người dân trong ngày. Việc tham mưu tích cực của Bộ Y tế đã giúp Quốc hội, Chính phủ thông qua ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, giúp tháo gỡ khó khăn về đấu thầu mua sắm thuốc và tự y tế. Các bệnh viện đã có nhiều chuyển biến hơn trong sử dụng trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Thưa quý vị, Nga hôm nay 12 tháng 1 lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào các cơ sở quân sự tại Yemen, cho rằng đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế, làm leo thang những căng thẳng ở Trung Đông. Vì vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này. Lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo sẽ sớm có hành động đáp trả trước cuộc tấn công của Mỹ và Anh, vốn có sự hỗ trợ của nhiều nước đồng minh, trong đó có Australia. Trước đó, sáng sớm nay, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công từ trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, trên danh nghĩa đáp trả các cuộc tấn công tàu thuyền của Houthi ở Biển Đỏ. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 11 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby nói viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine hiện đã tạm dừng. Tuyên bố của ông Kirby được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại Quốc hội Mỹ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi duyệt chi 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn đề xuất này, yêu cầu Nhà Trắng và các thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội đặt kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới Mỹ-Mexico là ưu tiên chính. Trong gần 2 năm xung đột với Nga, Ukraine phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ tài chính của phương Tây. Kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến hết năm 2023, Kiev đã nhận được hơn 73 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ và đồng minh châu Âu. Ngày 11 tháng 1, Cục Hàng không Mỹ FAA bắt đầu điều tra những sai sót tiềm ẩn trong quy trình sản xuất của hãng Boeing để đảm bảo máy bay của hãng này đủ an toàn. Sau sự cố một máy bay 737 Max 9 bung tấm chắn cửa khi đang bay, đe dọa tính mạng của 180 hành khách và phi hành đoàn. FAA cho biết Boeing có thể đã không đảm bảo các phi cơ hoàn thiện của mình tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt, và cuộc điều tra nhằm đảm bảo Boeing tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao mà công ty này có trách nhiệm đáp ứng về mặt pháp lý. Ủy ban An toàn Giao thông Liên bang Mỹ cũng đang điều tra về vụ việc này. Boeing cho biết sẽ hợp tác đầy đủ và minh bạch với FAA và Ủy ban An toàn Giao thông trong các cuộc điều tra của họ để nhằm đảm bảo sự cố sẽ không tái diễn. Từ nhiều năm qua, tình trạng bạo lực ở Ecuador diễn biến ngày một tồi tệ khi các băng đảng ma túy ngày càng táo tợn hơn trong thực hiện các hành vi bạo lực, từ tiêu diệt lẫn nhau giành địa bàn cho tới thị uy bằng súng đạn ngay trên những con đường chúng sử dụng để vận chuyển ma túy. Đánh bom, đấu súng với cảnh sát, các băng đảng ma túy đang không từ hành vi nào để thể hiện mức độ ảnh hưởng tại Ecuador những ngày gần đây. Giữa ban ngày, các đối tượng phóng hỏa ô tô bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng cảnh sát tuần tra cũng như quân đội, khiến người dân Ecuador lương thiện rất lo sợ rằng mình sẽ vướng vào làn đạn.
Buồn bã và sợ hãi là những gì tôi cảm nhận thấy bây giờ, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì cả. Mọi người không muốn ra khỏi nhà nữa, không ai dám đi làm hay kinh doanh cả. Là một công dân, tôi rất sợ hãi những gì đang diễn ra. Tình trạng bạo lực lên tới đỉnh điểm khi các thành viên băng đảng được trang bị vũ khí hạng nặng xông vào một đài truyền hình ở Guayaquil, thành phố lớn nhất Ecuador trong một buổi ghi hình thời sự trực tiếp. Những người đàn ông bịt mặt đưa ra thông điệp đe dọa người dân Ecuador không nên đùa với xã hội đen. Cuộc tấn công được thực hiện một cách táo tợn. Chúng bắn vào chân một trong những nhân viên quay phim của chúng tôi, đánh gãy tay một người khác và đe dọa chúng tôi phải thực hiện theo ý chúng. Mặc dù 30 phút sau khi tấn công đài truyền hình, cảnh sát đã bắt giữ được nhóm tội phạm, tuy nhiên hành động đã khiến người dân cả nước Ecuador càng thêm lo lắng. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân của sự việc là do tham nhũng chính trị mang tính hệ thống từ nhiều thập kỷ, đã khiến các băng đảng quen với việc đút lót để được quyền kiểm soát nhà tù, bến cảng và thoải mái hoạt động. Tuy nhiên mọi chuyện đã khác kể từ khi Tổng thống Daniel Noboa lên nắm quyền cuối tháng 11 vừa qua. Ecuador ở ngay cạnh và là kênh vận chuyển tới Mỹ và châu Âu của quốc gia sản xuất ma túy lớn nhất thế giới là Colombia. Có 22 nhóm tội phạm ma túy lớn luôn cạnh tranh tầm ảnh hưởng tại Ecuador. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống trẻ tuổi Daniel Noboa nắm quyền, ông đã thực thi nhiều biện pháp trấn áp và duy trì an ninh trật tự, khiến giới tội phạm nổi giận. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa hôm 10 tháng 1 tuyên bố đất nước đang trong tình trạng chiến tranh chống lại các băng đảng ma túy khi chúng liên tục thực hiện các cuộc bắt cóc và tấn công chết người để đáp lại sự trấn áp của chính phủ. Theo thống kê, trong năm ngoái, Ecuador đã ghi nhận 7.800 vụ giết người và cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 220 tấn ma túy. Năm 2023 vừa qua, nhiệt độ các đại dương một lần nữa xô đổ các kỷ lục được thiết lập trước đó và xu hướng ấm lên sẽ tiếp tục tồn tại trong suốt thế kỷ này. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Việc nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng diễn ra ngay cả khi lượng phát thải khí nhà kính chững lại, nhận định được đưa ra trong một nghiên cứu thường niên do nhóm nhà khoa học đa quốc gia từ 17 viện nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ, New Zealand, Italia và Pháp thực hiện. Họ phát hiện ra rằng trong 5 năm liên tiếp, nhiệt độ các đại dương đều xác lập kỷ lục mới, trong đó 2023 là năm ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, so với năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu trong năm 2023 đã tăng 0,23 độ C. Ngày 11 tháng 1, công ty khởi nghiệp Orion Space của Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Gravity 1 do công ty này chế tạo. Tên lửa được phóng từ một tàu ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, mang theo 3 vệ tinh viễn thám lên quỹ đạo. Đây được xem là loại tên lửa mạnh nhất và có khả năng đưa 30 vệ tinh lên quỹ đạo trong một lần phóng. Công ty Orion Space được thành lập từ năm 2020. Với việc phóng Gravity 1, Orion Space là công ty tư nhân thứ 5 của Trung Quốc phóng tên lửa tự chế tạo, sau các công ty iSpace, Galactic Energy, Space Pioneer và Landspace. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết năm 2023, công suất năng lượng tái tạo của thế giới đã tăng thêm 50% so với năm trước đó. Đồng thời, IEA dự đoán đà tăng trưởng này sẽ bùng nổ trong 5 năm tới. Tuyên bố nêu rõ trong năm 2023, công suất năng lượng tái tạo trên thế giới tăng thêm 510 GW, đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho gần 51 triệu hộ gia đình trong một năm. Trong đó, năng lượng mặt trời chiếm 75% công suất mới. Dữ liệu chính thức hôm 11 tháng 1 cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina đã vượt quá 211% trong tháng 12 năm 2023. Người dân Argentina đang vô cùng lo lắng khi phải xoay sở cân đối các chi phí sinh hoạt với tốc độ tăng giá đang ở mức cao nhất kể từ đầu những năm 1990, trong đó giá lương thực tăng đặc biệt nhanh. Fernando Savor sở hữu một siêu thị nhỏ và ông đang cố gắng thích nghi với sự hỗn loạn của nền kinh tế đang diễn ra tại Argentina. Tháng trước, chính phủ Argentina thông báo sẽ giảm giá hơn 50% đồng peso của nước này. Fernando cho biết ông không ngạc nhiên trước động thái này của chính phủ vì cho rằng đó là một phần của các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn trong thời gian qua. Tôi rất lo lắng vì công việc kinh doanh này là cá nhân. Đây là siêu thị tôi tự mở, chứ không phải là công ty. Và việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến mọi gia đình ở Argentina. Mọi người sẽ phải chi trả mọi thứ gấp đôi. Chính phủ Argentina cũng thông báo sẽ tăng trợ cấp tiền mặt cho người nghèo. Thế nhưng những người thuộc tầng lớp trung lưu ở nước này lại lo lắng rằng chính họ sẽ là những người phải chịu ảnh hưởng hơn cả khi giá cả tăng cao.
tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina đã vượt quá 211% trong tháng 12 năm 2023. Như vậy, tỷ lệ lạm phát của nước này đã lên mức cao nhất kể từ đầu những năm 1990, khi tân Tổng thống Javier Milei tìm cách ngăn chặn siêu lạm phát bằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng cứng rắn. Và không phải người dân Argentina nào cũng nhất trí với quan điểm này của chính phủ. Tôi đã từng chứng kiến tình hình kinh tế tồi tệ như thế này rồi, và những tuyên bố kiểu như tình trạng này rồi sẽ qua thôi là một lời nói dối. Tôi đã 74 tuổi rồi, thì còn chờ được bao lâu nữa đây? Chỉ số lạm phát cao đã đưa Argentina vượt qua Venezuela, nền kinh tế ngang hàng trong khu vực, quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất từ trước đến nay ở khu vực Mỹ Latin. Tân Tổng thống Javier Milei cảnh báo rằng sẽ phải mất thời gian và mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều người dân Argentina khó khăn hơn với 2/5 đã rơi vào tình trạng nghèo đói. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ngoài những cơn mưa nhỏ, mưa phùn thì Bắc Bộ sẽ còn xuất hiện cả mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có thể có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật. Do trời có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai vẫn thấp. Ban đêm vùng đồng bằng nhiệt độ dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi vẫn thấp hơn từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trong khi đó, nhiệt độ ban ngày tại hầu khắp Bắc Bộ cũng chỉ dao động từ 18 đến 21 độ, riêng một số nơi ở vùng núi phía Bắc có nhiệt độ thấp hơn, trời vẫn rét. Ở miền Trung, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa nhỏ và mưa rào, trời tiếp tục rét với mức nhiệt cao nhất ngày dưới 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa chiều mai trời vẫn có nắng, nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày mai có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Còn ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh giáo, nắng xuất hiện ở cả hai khu vực. Nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ nắng sớm và cường độ lại mạnh hơn nên nhiệt độ ngày vẫn cao từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng ngày mai có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết.